Cháu à, hai bố con lại đã thông quả cửa này thì thuận tiện quá, được, quá chuẩn, đi sang đi lại nó mát. Ông thấy duyệt rồi đấy, ngon lành rồi đấy, được, trắng muốt, quá là đẹp. Xong rồi chú. Hôm nay chú phải chỉnh lại cho con này để chát xong. Chát chân nữa chứ. Đúng rồi. Phải chỉnh đâu đấy đẹp đẽ cho cháu. Sơn trắng trần. Sàn gỗ. Sàn gỗ công nghiệp, chắc chắn kho nhà xưởng.